Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, mình là Nam Ngôn. Ok các bạn, hôm nay đi bán bông à. Nói chứ là cũng có một cái trường hợp này thấy nó cũng ý nghĩa, cho nên là mình cũng quyết định mình làm luôn. Thì đây là bạn Lan ha. Chào mọi người. Hôm kia thì mình có đi ngang ở đường này thì mình thấy là hoàn cảnh cô này rất là tội nghiệp. Họ từ ở dưới Bến Tre lên mà họ trồng 4-5 ngàn giỏ hoa mà bây giờ cây nó không có bao hoa gì hết á, cây xanh mướt rồi mà không có hoa, nhìn tội nghiệp lắm. Thì mình có liên hệ anh Nam Ngô để mình chia sẻ cái sự này lên cho mọi người được biết, coi có giúp đỡ được cho cô bao nhiêu thì mình giúp đỡ thôi. Ok các bạn, mình đang ở này là Thạnh Quý ha. Dạ Thạnh Quý. Thạnh Quý. Phòng khu phố Thạnh Quý. Thuận ngang Bình Dương thì cái vườn hoa này là nó đối diện với lại cái văn phòng Thạnh Quý. Thuận ngang Bình Dương. Hiện bữa Trần Lan nói là anh Nam ơi, em thấy cái cô này cổ trồng bông mà Tết nhất tới nơi mà bông nó không có nở, cho nên là sợ bán không có kịp Tết, kỳ này là tiêu luôn rồi. Thì hy vọng là có cái hình ảnh, cái tiếng nói của anh Nam, cái chia sẻ của anh Nam thì sẽ giúp cho cô bán được nhiều bông hơn. Thì mình thấy cũng ý nghĩa, cũng ok, cho nên là hôm nay mình lên đây mình quay cái video để cho các bạn ở gần gần khu vực này nè, có đi mua hoa Tết thì ghé qua ủng hộ ha. Ok mọi người. Chào chú. Trồng đây lâu chưa chú? 4 tháng rồi hả? Là mình ở đâu lên? Mình đâu phải dẫn đây hả? Bến Tre. Bến Tre. Rồi lên đây mướn miếng đất này trồng 4 tháng. 4 tháng rồi. Đất này còn 4 tháng. Mà bình thường là 4 tháng là nó gọi là sẽ đạt được cái 4 tháng như vậy. Y vậy cho mình bán. Y vậy rồi mình ra chợ mình bán. Mà năm nay tình hình lý do làm sao mà xanh cũng không biết làm sao, tự nhiên tàu lên đây tàu vậy vợ vậy cũng không biết sao luôn. Cũng sợ về mấy cái bóng đèn đường này nè. Chứ ở dưới quê là tàu là cũng như nói chung là ở dưới là cũng một ngày này. Ương một ngày vô ngày ngắt cơi ăn cơi bình thường như dưới mà như dưới tổ như vậy. Dạ. Còn trên này thì giờ nó nằm vậy. Dạ. Là nói chung là ở đây là quán không chưa có được cái vỏ nào hết. Chưa vỏ nào luôn. Thì giờ nó còn xanh trong này. Dạ, chú dẫn con đi tham quan vòng đi, vừa đi vừa nói chuyện chơi nha. Thì bà con mà muốn mua bông Tết đồ á thì ghé đây mua ủng hộ cô ha. Tại vì giờ Tết nhất hôm nay là 27, còn có mấy ngày nữa à. Mà coi như là có trục trặc do vấn đề thời tiết gì này nọ thứ là coi như là mất mùa rồi đó. Thì mọi người có gì ủng hộ. Mất mùa là mất trắng luôn rồi đó. Mất trắng luôn hả? Mất trắng luôn, không có vớt giác gì được đó. Hiện bây giờ là bông như vậy đâu là không có đường nào bán được hết. Chưa có bông luôn. Đó, bạn thấy nếu mà bình thường á. Bình thường là hiện bây giờ lúc gai nó cỡ này. Cỡ này. Đó mà giờ nguyên cái vườn ở đây là bao nhiêu chậu chú? Này 4.000 chậu. 4.000 chậu. Rồi rồi. Nếu mà với cái hiện trạng này á thì khoảng bao lâu nữa là có bông? Cái này giờ khoảng chừng tháng mấy nữa mới có bông. Tháng mấy nữa có bông hay là? Thì bây giờ hiện bây giờ giống như cái như mấy cái này á thì nó là nó khoảng chừng tháng nữa. Dạ. À có cái nút rồi không? Nút lên là khoảng tháng nữa, còn cái này là có thể là nó 1-2 tháng hoặc tháng nửa khi nó không lên luôn. Dạ. Cái giống như giờ nó nín lại nè, thấy không? Dạ. Đó. Thì cái này nếu mà nó không lên nữa thì coi như là qua Tết mình cũng sẽ, tại cây này ngắn ngày mà phải không? Cũng phải bỏ đi. Thì bỏ luôn cái này, nếu mà qua nếu bây giờ tới Tết. Dạ. Bán được chỗ nào bán, còn không được thì cũng như mình hủy bỏ. Cũng phải hủy bỏ luôn. Bạn coi coi bao nhiêu công đó, sức là mất tắng toàn bộ 4 tháng trời luôn. 4 tháng trời mà lên mướn mà từ dưới Bến Tre lên mà lên đây lên xuống vậy đó. Dạ quá cực luôn. Ngay Chợ Lách luôn. Ngay Chợ Lách luôn. Bạn thấy là nông dân thì đôi khi là cái tất nhiên là phải trực thuộc thời tiết rồi ha. Thời tiết nó làm vậy là coi như là cũng xong pin luôn. Mà năm nay thấy tình hình có vẻ cũng hơi đuối đuối. Đằng kia có mấy cây có bông kìa. Mấy cây á, nhiều đó đó. Dạ. Mấy cây mà cũng nếu mà vậy cũng chưa được gì chứ, đâu ra chợ ta cũng chưa chịu nữa. Dạ. Hiện bây giờ nếu mà ra chợ rồi nó khoảng nhỏ gì cũng khoảng cái này. Dạ. Hoặc này. Dạ. Ví dụ như một chậu mà ra bông vậy rồi hiện nhiêu tiền? 70.000. 70.000 chậu vậy. Còn giờ nếu mà bà con ủng hộ mua một chậu này thì là bao nhiêu tiền? Dạ. Và một chậu là 5 cây. 5 cây. Chậu vậy là 5 cây. Chậu là 5 cây. Chậu bự chứ không phải chậu nhỏ. Dạ. Thì đó bà con, bây giờ bà con nông dân tự dưới Bến Tre lên đây trồng hoa để mà kiếm một cái mùa Tết có thu nhập, để có chi phí đồ này nọ thì 4 tháng qua lên đây mướn 4 tháng qua rồi. 4 tháng qua. Coi như là chi phí giống rồi công sức đất mướn toàn bộ hết luôn rồi.
mà giờ nó thời tiết như vậy đó, giờ nhìn còn là xanh hết luôn. Nhưng mà cái này nó cũng không giống như mai ha, mai thì còn cắt tỉa năm sau bán tiếp, chứ còn này là coi như bỏ luôn, mất trắng luôn. Mà cái này được giờ nên mình tại mình hợp đồng mình trồng trồng giờ tới Tết, từ 4 tháng lên tới Tết. Dạ. Là sao là tới Tết xong là phải trả một lần lại cho ta. Dạ, coi như là mùng mấy trả hay là 30 là trả luôn rồi. Thì từ đây từ đây. Xin gầm, xin lợi chú đất, xin cho tới gầm. Dạ. Xin lợi gầm, ví dụ cây nào nó nở á, thì mình nhổ mình bán nhãn thọ chân. Dạ. Còn nếu mà không còn nào không được thì qua gầm mình cuốn gói mình về. Dạ. Đó, mà về phải tốn công dọn dẹp nữa chứ đâu. Rất là cực các bạn, rất là cực ha. Đó. Bữa giờ bán khá không cô? Gai ha. À, cái vườn này là đối diện với văn phòng Thạnh Quý nha bạn, Thuận An, Bình Dương nha. Cho nên là mọi người có đi ngang đi chợ Tết mua bông mua trái gì đó thì ghé ủng hộ. Mình em cái vườn này thì hiện giờ nó 4.000 mà chỉ có thể về từ đây tới 30 có thể bán được chừng khoảng chừng trăm giỏ. Trăm giỏ. Nghe cái đau lòng cười nhưng mà sâu trong lòng. Sâu ở trong lòng các bạn. Giờ lại thời tiết nó vậy rồi sao giờ không lẽ. Không. Nó anh thấy không dài đó chỉ có mấy giỏ nó thôi nó nổi lú đầu nó nở thôi. Đi vòng vòng qua bên kia đi, đi đường kia đi sâu vô. Rồi năm nào gia đình cũng lên đây mướn miếng đất này bà á hả? À, mới mướn năm đầu tiên. Mới năm đầu tiên luôn. Trời ơi. Tại vì cũng như mấy năm ở làm ở dưới mà mình tính lên đây có đất này mình mướn là chi phí xe cộ mình cũng nhẹ chút. Dạ. Đó, mỗi năm là chú cũng làm ở dưới. Làm dưới nhà. Làm dưới xong rồi chỉ chuyển cây lên đây bán thôi. Năm nay thì mấy năm trước cũng có bán ở Bình Nhâm này rồi. Bán lâu lắm rồi, bán ngoài chợ lâu lắm rồi. Dạ. Xong rồi năm nay thì thấy quen được miếng đất này thôi tính lên đây để mà thuê làm cho đỡ tốn công vận chuyển đúng không? Ờ, tốn công vận chuyển. Ai ngờ. Chứ mình xe mình ở dưới mình chạy lên đây chiếc cuốc cũng 3-4 triệu. Rồi, cuốc 3-4 triệu. Chở nhân thọ đâu có nhiều, chở có 400 thùng à. Đây có này nó đầu nó có nụ sơ sơ nè. Cái này là lựa ra từ sáng giờ lựa nhiêu đó. Đây các bạn. 4.000 giỏ mà lựa được nhiêu đó. Thì trước mắt cũng có hàng để cho mọi người trưng Tết á. Nhưng mà đó thì không được như ý do thời tiết, chứ chăm sóc thì cũng rất là kỹ, tưới tắm mỗi ngày thì nó đạt đó, cây lá rồi nó đạt đó mà. Dạ, lá thì rất là đạt á, nhưng mà nó do thời tiết nó bị không nở được ha. Nó nở không được. Chắc năm nay lạnh quá phải không, lạnh có phải là vấn đề nữa. Ở dưới cũng làm cũng chung cũng như là dưới làm cái gieo một ngày. Dạ. Rồi cũng ngắt cơi một ngày. Dạ. Dưới vợ bông bự như bán tại vườn bán hết rồi. Dạ. Hôm nay vợ nằm vậy á. Rồi cái khúc trong này nè. Ở nhà mình là chỉ bán một điểm này thôi, còn một điểm nào nữa không chú? Đang ở đây dưới ngoài thì thủ dầu 1. Thủ dầu 1, trên thủ dầu 1. Ừ. Coi như cả nhà mình đều làm ngành bông hết rồi ha. Làm nghề bông này hết ha. Cái này nó giờ nó vậy lấy dự án nè. Đó là dài đắng đó. Lá rất là tốt các bạn ha, nhìn cây là biết cây lá đồ này nhỏ tốt nhưng mà chưa có làm bông thôi. Đồ dày nè, đó ấm ghê không, 5 cây đẹp thì kỳ luôn. 5 cây một chậu vậy là 5 cây nha các bạn. 5 cây thì mọi người có nhu cầu thì tới mua ủng hộ cho gia đình, chứ còn giờ nhìn bạc ngàn quá nhiều quá ha. À, có mấy này nó cũng bắt đầu ok nè. Mà cái như thế này cũng tại mình ấy, chứ cái này ra chợ cũng chưa có được, người ta cũng không chịu nữa. Dạ. Yeah. Ra chợ phải nở bông bự. Dạ. Yeah. Không thì tất nhiên là mọi người ơi, tất nhiên là canh không có đúng Tết rồi đó. Cái bông này nó ra là không có đúng Tết rồi đó. Nhưng mà chúng ta có thể mua về trang trí để cho cái dịp khai trương đầu năm. Ha, khai trương đầu năm đồ này nọ, tân niên. Đó, chứ còn bây giờ nọ gọi là đúng ngay cái dịp Tết á là không có đúng rồi đó, bị trễ rồi, giờ này chưa có bông. Thì làm mai làm đồ cũng vậy thôi, làm mai sợ nở sớm. Hoặc là nín lâu nở trễ, mà thường thường mai nở sớm hơn. Đó, mai hay nở, ví dụ nó sớm trễ đó thì cũng còn được cái gốc. Còn được gốc. Tán tay. Cái này bởi vậy đuối anh em ha, làm coi như là cả năm trời luôn công sức. Thì trông chờ có ngày này thôi, bán ra lấy tiền vô mà cuối cùng là không được như ý. Đó, quay cho anh em coi để ai có nhu cầu thì ghé ủng hộ chú. Mấy này cũng ok hết rồi nè, cũng tương đối nè. Này là chơi mùng gầm tháng giêng đồ. Gầm giêng là xiên. Đó. Gầm là đẹp cực kỳ.
cây lá chăm sóc rất là tốt luôn. Tưởng bông nhiều nhưng mà không có khách á, còn tính live stream bán phụ luôn, bán cho mọi người luôn. Mà cái này thì cái này tại vì nó chưa có nở bông, nó chưa nở luôn, cái này phải dưỡng về mình chăm thêm vô. Này là chỉ tưới nước à? À, tưới nước. Tưới nắng về tưới nó sẽ nở mau lắm. Dạ. Còn mà cái mà nó nở rồi tưới tên thì tàn, phải dạ. Tưới dưới gốc. À, tưới dưới gốc thôi cho giữ bông, phải thôi, tưới trên tàn. Quá trời luôn, đau lòng. Này mình trồng một loại cúc này luôn hả chú? Có một loại à? Loại to. Một màu vàng với màu. Hai vàng với cam thôi. Vàng với cam. Thì những cái này mà bà con nông dân người ta làm mấy ngành nghề này các bạn thì canh những cái dịp thôi, ví dụ như dịp lễ Tết này là người ta sẽ tung hàng ra bán và thu tiền về thôi. Mà nếu mà có một cái bất kỳ một cái trục trặc, ví dụ như trục trặc như thế này nè là coi như mất trắng luôn. Mất trắng nguyên một năm luôn. Đó. Công sức giống gieo trồng, chăm sóc rồi thuê mặt bằng, tưới tiêu các thứ là coi như là xong hết. Tại vì không thể dọn về được các bạn ha. Bây giờ dọn về là tốn, thứ nhất là dọn về thì tại cây này cây ngắn ngày, dọn về cũng phải bỏ thôi. Mà ví dụ như những cái cây mà có thể dọn về thì tốn thêm một cuốc tiền xe dọn về nữa, rất là cực luôn. Về tưởng đông vui live stream bán hàng luôn rồi. Dạ. Tưới đằng cho nó cái nó lên đường số nào quá. À nếu mà muốn cho bông nó nở thì canh chưa tưới. Cho nó nóng không? Nó nóng dưới nó tức à, nó tức nó ra bông. Rồi ở đây nhà mình là ba người. Đó là anh đó con trai luôn hả? Bốn nữa. À đây nữa, bốn người cùng lên đây làm luôn. 2 4 6 7. 6 7 người đặng. 6 7 người luôn hả? Nay lên hiện ra giờ còn năm người, hiện ra đây là 5 người. Thấy cũng phê. Cháy từng cái hộp bông. Dạ. Nó nhíu nhờ nó cháy nó mới lên rồi từ từ chứ đâu phải. Dạ không biết mà. Coi như là phải 4 tháng. 4 tháng là có thành quả. Nông người ta nói gì ta? Nắng mưa là chuyện của trời ha. Đúng rồi. Nắng mưa là chuyện của trời. Giống liếng đổ như về đi xuống lên đây hết giờ về thắng tay. Một năm kinh tế buồn, tình hình chung. Ok mọi người, Tết nhất thì kiếm một hai chậu bông về cho nhà nó rực rỡ, nó sáng lên các bạn. Hy vọng là năm sau nó khởi sắc ha. Mình thì đó thì Trần Lan nói anh Nam ơi, anh Nam lên coi có hỗ trợ được gì hay không, có chia sẻ ra có hỗ trợ được gì hay không để cho phụ giúp gia đình với, chứ còn nhìn cái này thấy buồn quá. Mà công nhận giờ này mà ví dụ như mà bông mà nó ế thì mình cũng live stream bán hàng đồ phụ được, còn này nó bị cái tình trạng vậy bạn, bông nó bị nín nó không ra đó. Thì mọi người coi được thì mọi người lên lấy về chân Tết ha, chân qua Tết luôn. Cái này chân Tết chắc không kịp mà là qua Tết đó, chân vào gầm rồi khai trương đồ này nọ cho công ty nhà cửa nó sáng rực rỡ lên. À, chú cho số điện thoại chú, có gì lỡ mà có ai muốn mua người ta liên hệ đồ này nọ. Đọc luôn rồi sao? Dễ gì nhớ được. Đâu đưa số này ông đọc cho. À, đây là số điện thoại của cô chú ở đây bán ha. Mọi người ủng hộ thì có thể liên hệ trực tiếp ha. Để hỏi đường rồi tới. Mình đọc số điện thoại nha các bạn. 032. Rồi mất tiêu rồi. Mở lại khóa giùm con cái.
0956 đuôi á. 0327 929 956. 0327 929 956 nha các bạn. Rồi ok. À, cô chú tên gì đó? Ừ? Tên gì? Tùng. Tùng. Chú Tùng nha. Đó các bạn, thì trong cái khả năng của mình thì mình chỉ có thể hỗ trợ được chú về mặt hình ảnh, chia sẻ thông tin để cho mọi người có nhu cầu thì sẽ kết nối trực tiếp với lại cô chú nhà vườn đây ha. Để mà có thể gọi là san sẻ bớt cái gánh nặng, cái gọi là cái đây là cái cơ ngơi mà bao nhiêu ấp ủ thì giờ nó không được như ý như thế này. Đó, coi như là không được mùa đó. Thì bà con có thể liên hệ trực tiếp và ủng hộ ha. Rồi ok mọi người, thì cuối năm thì đi vòng vòng thêm có thể hỗ trợ được ai thì hỗ trợ trong cái khả năng cho phép của mình thôi. Thì mong chúng ta sẽ coi như là cùng nhau san sẻ, chia sẻ với nhau để có một cái Tết nó có thể vui vẻ hơn, đoàn viên hơn. Ok mọi người, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe ha. Có mua bông đồ, mua cúc đồ thì alo cho chú Tùng. Chú Tùng đúng không? Đúng. Chú Tùng ha. Tùng. Rồi tới đây, ở đây là cái vườn này, các bạn đi tới cái văn phòng của ấp Thạnh Quý, Thuận An, Bình Dương thì các bạn sẽ thấy nguyên cái vườn nằm ngay cái góc này đây. Đó. Thấy cây đây thì vô đây sẽ, tất nhiên là những cái chậu này sẽ mua giá nó sẽ mềm hơn là những cái chậu mà ra bông rồi đúng không? Đúng rồi. Đó thì để cho mọi người có thể mua về trưng trong nhà ha. Ok, chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ ha. Bye bye. Rồi thấy cũng não ruột quá chú ha. Não. Nay 27 rồi. 27 rồi. 2 ngày nữa thôi. 2 ngày nữa thôi.